Nhận định kèo bóng đá Sri Lanka với Hàn Quốc 18 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2021, vòng loại World Cup. Sri Lanka là đội bóng quá yếu ở bảng H. Họ vẫn chỉ đang là đội bóng lót đường của bảng đấu khi chưa có được điểm nào dù đã thi đấu 5 trận. Kể từ cuối năm 2019 đến nay, Sri Lanka đã không thể có được chiến thắng nào cho mình. Với đất nước có nền bóng đá không được quan tâm thì khó để bóng đá nước này tạo được sự bất ngờ. Hiện đang đứng ở vị trí cuối bảng và cơ hội đi tiếp cũng không còn. Trong khi lượt đấu tới phải đối đầu với đội đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng nên thất bại tiếp theo là điều khó tránh với chủ nhà. Hàn Quốc đang đi đúng với mục tiêu khi có được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 3 trận thắng, hòa 1 có được cho mình 10 điểm, ghi được đến 15 bàn thắng và chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thắng nào, cho thấy được sức mạnh của họ. Nhưng hiện Hàn Quốc cũng chỉ hơn đội xếp ở vị trí thứ 2 ở chỉ số phụ mà thôi. Chưa thể bảo đảm vị trí số 1 của mình nên họ sẽ thi đấu quyết tâm ở những trận đấu còn lại. Trận đấu tới đây đối thủ yếu hơn quá nhiều nên mục tiêu giành chiến thắng sẽ trở nên dễ dàng với đội bóng này. Nhận định kèo bóng đá hiệp 2 trận đấu Sri Lanka với Hàn Quốc. Phong độ của chủ nhà là quá tệ khi 5 trận đấu gần đây họ để thua cả 5 trận. Trận đấu vừa qua chủ nhà đã để thua trước Lebanon với tỷ số 3-2. Trận thua không quá bất ngờ khi 10 trận đấu gần đây chủ nhà đều phải đón nhận thất bại và không có được chiến thắng nào cho mình. Hàng công đang thi đấu không tốt khi 5 trận đấu gần đây họ ghi được cho mình 2 bàn thắng, trong khi ở hàng thủ họ để lọt lưới đến 13 bàn thua. Với những màn trình diễn không tốt nên trận đấu tới đây cơ hội có điểm của chủ nhà là rất nhỏ. Phong độ của đội khách đang khá tốt khi 5 trận đấu gần đây họ giành được 3 trận thắng và 2 trận thua. Trận đấu vừa qua Hàn Quốc đã thể hiện được sức mạnh của mình khi giành được chiến thắng 5-0 trước Turkmenistan. Sau khi để thua Nhật Bản trong trận giao hữu trước đó thì đội bóng này đã tìm lại được sự hứng khởi của mình. Hàng công đang thi đấu khá tốt khi 5 trận đấu gần đây họ ghi được cho mình 10 bàn thắng, trong khi ở hàng thủ họ để lọt lưới đến 7 bàn thua. Với phong độ đang tốt cùng đối thủ quá yếu nên 3 điểm đang nằm trong tay của đội khách.